Điện thoại này lát quá, lắp sim vào cũng chả làm được gì. Ây đồ khốn nhà ngươi, sao lúc đó không nói cho ta là có điện thoại mới, lừa ta đổi thứ khỉ gió này. Ây mau đổi, mau lấy thiết bị tăng cường tín hiệu ra, hôm nay ta phải dọa đám địa cầu này một phen. Hả, đây là cái gì tiểu tử, làm gì trên nóc nhà đấy? Đây là điện thoại sản phẩm công nghệ cao, tốt như ngươi không hiểu được đâu. Tay gà, có loại gà nhỏ như vậy sao? Ngươi cúi đầu nhìn xuống dưới sẽ thấy con gà nhỏ hơn nữa cơ. Mở thành công rồi, mở gà. Cái gì vậy, vẫn không có tín hiệu. Đã mở thiết bị tăng cường rồi mà. Hay hệ thống, nhất định là phải cho ta câu trả lời. Sao không có tí sóng nào thế? Kiến nghị túc chủ đổi vị trí máy tăng cường, cố gắng đặt nơi nơi nào cao thoáng đãng. Vớ vẩn, đông đầu này cao nhất cả thành rồi, muốn bay lên trên trời luôn hay sao? Tiểu tử điên rồi, sao lại tự hỏi tự trả lời, đừng dẫm lên nó. Mau chơi thứ đó cho ta xem, có tín hiệu rồi. Tuy chỉ có hai vạch nhưng cũng đủ rồi, nhị cầu tử đứng im đó. Ngươi rốt cuộc đang làm gì vậy? Gọi điện thoại cho Phi Phi trước. Kaka nhớ chết mất. Chết tiệt, đây là điện thoại mới, không lưu số. Không nhớ số của Phi Phi, tiêu rồi. Đúng rồi, WeChat, đăng nhập vào là có thể gọi. Trời đất, tốc độ kiểu gì vậy? Đại cá nè. Đại cá ngài không xong mất. Có cách rồi. Hệ thống, mau đổi cho ta vài lon nước. Xong rồi, thiết bị tăng sóng tự chế, chỉ cần độ nền là có thể tăng sóng. Ơi nhị cầu tử, đứng im đó không được động đậy. Mẹ ơi, thứ quái gì đây? Mau lấy xuống cho ta. Ngươi thử động đậy xem. Ta không động đậy được nữa là chứ gì? Đừng niệm nữa. Đã xong rồi, quả nhiên là hữu dụng. Đăng nhập WeChat, mã, ta nhớ là. Đăng nhập thành công. Không có tin nhắn, điện thoại mới. Không đồng bộ lịch sử tin nhắn. Sau khi mình chết cũng không ai nhắn tin. Đây, những người này nhắn tin cho mình. Mình tai nạn xe, mọi người vẫn quan tâm đến mình. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng tôi cũng nhận được tin nhắn của mọi người. Kaka, em phải đi rồi. Lần tới quay lại, chúng ta sẽ phải trả giá. Phi Phi, sau khi ta chết, em vẫn luôn điều tra nguyên nhân sao? Kaka có lỗi, để em chịu khổ rồi. Sau khi ta chết, người này một tin nhắn cũng không nhắn, trang cá nhân cũng không đăng. Đợi ta quay về sẽ xử lý những kẻ năm đó hãm hại ta, bao gồm cả cô. Gửi tin nhắn cho Phi Phi đã. Em yên tâm, anh không hề chết, sẽ có một ngày anh quay về. Báo thù. Phi Phi, anh vẫn sống. Em đừng báo thù, anh sẽ quay lại, đợi anh. Sao không gửi được? Gửi lại. Sao cứ thất bại vậy, bỏ đi, đăng trang cá nhân xem. Để mọi người đều thấy ta. Nào nhị cầu tử, chụp chung đi. Làm gì vậy, thế này sao? Đừng lại gần ta. Từ khuyết, một người một chó. Đi cướp trang bị nào. Đợi suốt một đêm, cuối cùng cũng gửi được lên trang cá nhân, nhưng không có phản hồi. Từ khuyết, ngươi không phải người. Từ khuyết bắt nhị cầu tử tiếp tục giữ máy tăng sóng, tránh để lỡ tin nhắn. Để nạ điện thoại trên nóc nhà, từ khuyết đi tìm nhã phu nhân, cùng lúc ở địa cầu xa xôi, ở một nghĩa trang. Chớp mắt đã 6 năm rồi, đúng vậy, chúng ta đã tốt nghiệp 3 năm rồi. Ây, lão Tam đi được 6 năm rồi. Không ngờ ngày dỗ cậu ấy chỉ có ba chúng ta. Thôi nào, mọi người giờ đều có công việc, không có thời gian cũng phải. Lão đại, ký túc Tăng Đại Vinh, lão đại ký túc Tô Tiểu Lượng. Lý Nhược Lâm cũng thật là vô tình, dù sao cũng qua lại với lão Tam, nhưng chưa hề tới đây một lần. Năm đó nếu không phải là cô ta chia tay lão Tam, cậu ấy cũng sẽ không đến nỗi thế này. Lão tứ của ký túc Vương Kim. Mọi người đều nghĩ đó là ngoài ý muốn sao? Không tin cũng làm gì được, có chứng cứ hay không, đã 6 năm rồi, không nên cố chấp nữa. Vậy còn Phi Phi, vì giúp ca ca báo thù, bỏ cả đại học, giờ ra nước ngoài rồi, đến giờ không có tin tức. Ai, mấy năm nay tôi luôn tìm cô ấy. Nước ngoài lớn như vậy, như mò kim đáy bể. Chỉ mong cô ấy bình an, nếu không chúng ta sẽ có lỡ với lão Tam. Tôi vào WeChat xem vợ ở nhà có nhắn tin hay không. Ây, trang cá nhân này nè, đây nè. Ôi trời ơi, sao vậy, mau nhìn này. Hả, đây là ai, sao lại giống lão Tam vậy? Lại mặc đồ cổ trang đóng phim sao? Hai tên ngốc này, mau nhìn xem là ai đăng. Đây là lão Tam, ôi mẹ ơi, gặp ma rồi.
tẩm cung của Nhã phu nhân. Quan nhân, quan nhân. Phu nhân, Linh Nhi và Tiểu Thất đâu? Họ đã ngủ cả rồi. Ta biết tin chàng về nên vẫn đợi. Không ngờ đêm nay ngài về thật. Quan nhân, ngài là Từ Khuyết đúng không? Lý Bạch Chỉ là nghệ danh đúng không, phu nhân? Linh Nhi nói cho ta biết rồi, yên tâm, ta không để ý đâu. Tô trưởng môn cũng đến Hoàng Thành, mọi người sống rất hòa thuận. Vân Nam cũng, phu nhân, đa tạ nàng bao dung ta. Lần này quay về, chàng có dự tính gì không? Đúng vậy, ta ở bên ngoài bao năm. Giờ đây tứ đại châu tạm yên ổn, ta cũng nên nghỉ ngơi rồi. Chuyện sau này để sau này nói. Giải quyết phu nhân đã. Ây à, quan nhân lại nữa à. Đêm nay là lần thứ 7 rồi. Quan nhân mạnh quá. Ngày thứ 2, Hoàng Cung Hầu. Huyền chân đại nục, trời đất, không có chuyện gì, không có chuyện như vậy. Con khỉ thối, không nhờ cậu cứu tứ đại châu. So với lúc đi, tu vi tăng nhiều quá. Huyện hư ký, ta chỉ nghe qua ở trong cổ tịch về cấp độ này. Nếu không phải là quan nhân quay về, chúng ta cũng không biết những cửa tiệm kia là giả mạo. Ai biết được Tạc Thiên Bang chỉ có mình cậu ta, chỉ nửa cũng phải. Giờ các cửa tiệm đều đóng cửa, coi như là dẹp loạn thành công. Quảng trường Wanda mở ra ta rất thích, rất nhiều đồ ăn ngon. Vậy sao, lát chúng ta cùng đi. Được, cho mọi người ăn thử cổ vịt mới ra. Nhìn cảnh này thật là cảm động. Ây à, mà nói chuyện quên mất điện thoại. Nếu như vậy, có lẽ là đã đang tin rồi. Các vị, ta có chuyện gấp, ta đi một lát. Nhị cậu tử có tin gì chưa? Xít, tên cậu này đứng cũng ngủ được. Ta phục rồi. Xem có tin gì không. Ôi, sắp hết pin. Hệ thống, mau cho cục sạc dự phòng. Ổn rồi, xem nào. Tin gửi cho Phi Phi thất bại, tại sao chứ? Lão sái, là ai vậy? Gửi cho mình 5 tin nhắn. Lão sái, ôi mẹ ơi, Từ Khuyết, mấy năm không gặp, cậu biến đẹp trai như vậy, lại còn đi đóng phim. Tôi là lão sái đây, ngồi bàn trước hồi cấp 2. Sái Đằng Tân. Tôi thấy bài đăng của cậu, nhưng không bình luận được, có lẽ do tôi ở trên núi. Là như này, giờ tôi làm đạo diễn. Tấm ảnh đó cậu chụp ở đâu vậy? Cổ thành đó quy mô lớn thật đấy. Nói cho tôi cũng muốn qua đó quay phim. Số điện thoại của tôi là, hay nhớ hồi âm nhé. Tên ngốc này, trùng hợp quá, tôi cũng đang quay phim. Phong cảnh là tự tôi làm đấy, tuyệt không? Ấy, gửi được rồi. Vậy gửi lại tin cho Phi Phi. Phi Phi, em nhận được tin nhắn không? Xít, sao lại không gửi được? Ai, là lão sái. Lạ thật, sao tin nhắn của hắn lại cực kỳ nhanh. Vệ tinh cá nhân. Trừ khi vệ tinh tín hiệu đó cực kỳ tốt. Mình thử gọi điện cho lão sái xem sao. Gọi được này, alo, xin chào, gọi được rồi. Lão sái, oxit lão sái, mình thành công rồi. Lần đầu tiên liên hệ được với địa cầu. Cảm động muốn khóc. Alo, cậu là Từ Khuyết. Ở một ngọn núi ở địa cầu, đúng, tôi là lão sái đây. Cuối cùng cậu cũng gọi cho tôi. Cậu hóa trang để làm gì vậy? Đóng phim cổ trang hay sao? Cậu gửi địa chỉ cho tôi. Tôi quay một bộ phim cho cậu. Bạn học cấp 2, Sái Đằng Tân. Dựa vào gương mặt của cậu nhất định là sẽ hot. Từ khi hết cấp 2 mất liên lạc với lão sái, cậu ta không hề biết mình đã chết. Chả trách nhìn thấy bức ảnh kia lại không tỏ ra bất ngờ. Tin gì vậy? Tôi không có thời gian nói chuyện đâu. Lão sái, có nhớ tôi có một cô em gái tên là Từ Phi Phi hay không? Tôi nhớ em gái của tôi thất lạc rồi. Anh em tôi thất lạc rồi. Hy vọng cậu có thể giúp tôi tìm được Phi Phi. Thất lạc không đùa chứ, lúc nào vậy? Giờ là năm bao nhiêu nhỉ? Xít, cậu đùa tôi à? Giờ là năm 2023. 2023, vậy là 6 năm trước. 6 năm, đại ca. Cậu thất lạc em gái, 6 năm mới nhớ ra tìm tôi. 6 năm này cậu làm gì? Hay trốn ở trong núi tu tiên rồi? Đúng là đi tu tiên. Được rồi, không đùa với cậu nữa. Tôi cùng cả đoàn làm phim đang quay trong núi. Đợi tôi quay xong, ra ngoài sẽ giúp cậu tìm em gái. Cảm ơn lão sái, chuyện này rất quan trọng với tôi. Đợi tôi quay về, nhất định là cảm ơn cậu cẩn thận. Khách khí rồi, lên mà. Đúng rồi, cậu đang ở. Ai, mất sóng rồi. Alo, lão sái. Xin lỗi, thuê bao của quý khách đã lỡ tiền, vui lòng nạp thêm. Mẹ ơi, khóa sim rồi. Ta thật là đen như chó. Chó nào? Mẹ ơi, hơn 2 vạn. Thôi kệ, quên không tính đến khoản tiền trước.
đây cũng không phải là điện thoại đường dài, mà là điện thoại liên hành tinh. Giờ làm sao để nạp tiền đây? Trong núi sâu, đạo diễn, điện thoại của chúng tôi dùng được rồi. Hả? Ban nãy ông gọi điện làm chúng tôi đều mất mạng. Ông đang gọi điện thoại liên hành tinh mà chiếm hết đường truyền. Cái gì mà liên hành tinh? Cậu xem chuyện nhiều quá rồi đấy. Tôi gọi thử lại xem sao, thuê bao đã bị khóa. Vì vậy lại khóa rồi. Hiểu Minh, là 100 tệ cho thuê bao này. Được, đạo diễn, sim này của ai vậy? Là Đại Minh Tinh Tương này. Tôi gọi lại xem sao, thuê bao đã bị khóa. Hiểu Minh, nạp thêm 100 tệ. Nát bảo tài vụ chuyển tiền trả cậu. Thuê bao đã bị khóa. Sao vẫn khóa lạp vào 1.000? 1.000, được. Nếu vẫn khóa lạp 1 vạn, 1 vạn. Sao vẫn khóa, tên này rút cuộc là lợi bao nhiêu? Lạp 10 vạn vào cho tôi. 10 vạn, ai mà lạp nhiều như vậy, bảo lạp thì lạp đi. Xin lỗi, thuê bao ngoài vùng phủ sóng, vui lòng gọi lại sau. Đạo diễn, ông sao vậy? Người đâu, đạo diễn nôn ra máu rồi. Ta nói, Từ Khuyết à, tiểu tử à, ta đứng 1 ngày 1 đêm, chân sắp gãy rồi, cho ta nghỉ một chút có được không? Vất vả rồi, nằm xuống đi. Không có tiền, cũng không thể lên mạng, chỉ mong não sái thông minh một chút, nạp tiền cho mình. Tiểu tử, đồ ăn ở quảng trường Wanda ta ăn chán rồi, còn gì vui hơn hay không? Nhất định là phải có gì thật vui đấy. Não sái làm đạo diễn nhỉ? Vậy ta sẽ chuẩn bị một bộ phim cho cậu ta, để cậu ta ở địa cầu phản ánh lại giúp ta. Các cô biết quay phim mà Từ Khuyết nói là gì hay không? Ta cũng không biết, lát nữa đọc ra những chữ trên tờ giấy này sao? Nhiều chữ quá ta không nhớ nổi. Ây, góc này không tồi. Đi cầu tử, qua bên trái một chút. Ở đây sao, qua trái chút nữa. Lại sang phải một chút, được rồi, đừng cử động. Tác phẩm hàng đầu của Tạc Thiên Bang. Màn đầu tiên chuẩn bị. Ây, Tạc Thiên Bang, thực thần. Bốn thần tôn, chưa từng nghe qua cái tên đó. Dựa vào người mà cũng dám khiêu chiến tài nghệ đầu bếp của bốn thần tôn. Tiểu tử, nói về tài nghệ đầu bếp bốn thần tôn ở trên ngươi đó. Ta Tạc Thiên Bang, thực thần Huy Võ Vương, ta là đến thách thức ngươi đấy. Hy Chủ Nghệ. Chủ thần Huy Võ Vương là Hỏa Nguyên Quốc chủ nghệ tốt nhất đó. Tạc Thiên Bang thực thần có thắng được hay không vậy? Ê tiểu tử, không biết trời cao đất dày, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy thực lực của Huy Võ Vương. Chỉ cần ngươi tùy ý đưa ra một món, nếu có thể khiến ngươi ở đây cảm thấy ngon hơn đậu phụ thối của ta thì coi như ngươi thắng. Là ngươi nói vậy, hôm nay ta nhất định là sẽ đánh bại ngươi. Ê, Tạc Thiên Thần Hoa, xuất. Hỏa Long vào bếp. Hỏa Diệm Hoa lệ quá, chỉ có khiến nhiệt độ ở trong nâng cao đến 1.000 độ mới có thể nấu ra món ăn mỹ vị. Tiểu kỹ vớ vẩn, đừng nghĩ chỉ có ngươi biết. Hỏa Long vào bếp. Học nhanh lắm, xem chiêu này. Ê, Tạc Thiên Bang thực thần, một trường khiến thức ăn bay lên rồi. Không được cười. Nguyên liệu trên không trung trong chớp mắt đã bị cắt ra hết rồi. Đao công tinh diệu như vậy, đúng là trước giờ chưa từng có ai. Người cho tất cả vào trong đan lô. Tiếp theo cho ngươi xem trò hay của ta. Đoạt thiên địa biến hóa, dẫn cửu thiên thần long xuống cho ta. Cái gì? Hey, ánh sáng nhức mắt quá. Có thức ăn phát ra được ánh sáng kim sắc hay sao? Ta nhận thua. Món ăn này tên là gì? Đây chính là Tạc Thiên Bang chi thiên địa vô tình, ngã hữu tình chi cấp, vô địch long ngạo cửu thiên. Ây, quay tốt lắm. Nói thực, ta xem có chút không hiểu. Sao lại quay ta béo vậy? Món ăn này ăn thật được không vậy? Sau khi quay xong, Từ Khuyết không hài lòng với một số chi tiết câu chuyện. Thế là đã quay thêm rất nhiều cảnh nữa. Hắn ta triển khai tất cả những công pháp học được, rồi cho các mỹ nữ lần lượt vào trong ống kính để thể hiện vẻ đẹp của mình. Cuối cùng, 2 tiếng rưỡi sau, Từ Khuyết cuối cùng cũng hài lòng với khoáng thể đại tác. Với khoáng thể đại tác của mình, hôm sau một lần nữa Từ Khuyết đưa nhị cầu tử lên nóc nhà, chuẩn bị gửi kiệt tác cho não thái. Sao vẫn không có tín hiệu? Nhị cầu tử, ngươi dịch về bên phải chút đi. Có rồi, ngươi đừng cử động. Ôi trời, 10 vạn tiền phí. Não thái đúng là anh em tốt. Mau chóng gửi phim cho cậu ta qua hòm thư. Ôi trời, tăng lên 5 GB rồi, lưu lượng có lẽ là đủ dùng chứ.
Với tốc độ này 4-5 ngày cũng không gửi xong được. 4-5 ngày? Lần trước ta đã đứng 1 ngày 1 đêm, ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu. Lần này ngươi đã định bắt ta đứng 4-5 ngày, đừng mơ. Ngươi, đây là thuốc ngủ cường được đổi từ hệ thống về. Trước khi phim gửi đi hoàn tất, ngươi ngủ một giấc ngon lành cho ta đi. Ây, hình như là dùng hơi nhiều, một viên ngủ được 1 tuần liền. Cho nó uống hết hộp này, sợ là phải ngủ đến 1 năm rưỡi. Bỏ đi, dù sao cũng không chết được. Tránh ngày nào cũng là phiền ta. Cắm sạc vào. Nhất định là phải trụ vững cho ta. Những ngày tiếp theo, Từ Khuyết sống trong cuộc sống sung sướng trong tẩm cung. Không có chuyện gì là sẽ chạy đi lại vào tẩm cung của Nhã Phu Nhân hoặc là Tô Vân Nam, thỉnh thoảng còn đi gặp Tô Linh Nhi. Còn bị Tô Tiểu Thất ngày nào cũng đòi ăn sô cô la. 8 ngày trôi qua rồi, Từ Khuyết mới nhớ ra chuyện chiếc điện thoại. Điện thoại, nhị cầu tử vẫn đang ngủ. Xem ra thuốc ngủ này khá là có tác dụng. Ây, sao lại không có tín hiệu? May mà phim đã gửi đi thành công rồi. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Vãi, máy tăng cường tín hiệu còn cháy rồi cơ. Hệ thống, thứ này có sửa được không? Thông qua kiểm tra, đạo cụ này đã hỏng, không thể sửa chữa được. Hiểu gì vậy, đây không phải là lừa người hay sao? Phim của ta vừa gửi đi, đã mất liên lạc với trái đất rồi. Còn không biết giá phòng như thế nào nữa. Ta không quan tâm hệ thống của người, phải đền cho ta một bộ. Máy tín hiệu tăng cường, vì ký chủ sử dụng quá độ nên mới hỏng, hệ thống sẽ không đền. Đáng ghét, quá là phiền phức. Chuyện của Phi Phi vẫn chưa có tin tức, đã mất liên lạc rồi. Trong thương thành có bán máy tăng cường tín hiệu mới không? Như vậy muốn liên lạc với trái đất chỉ cần tích đủ 200 vạn điểm trang bức cấp tăng cấp hệ thống, trực tiếp sử dụng phá không phù đến trái đất là được. Đúng vậy, kể cả là lên được với Phi Phi Quy trên WeChat cũng không giải quyết được chuyện gì. Chỉ có đến trái đất mới có thể thật sự gặp được Phi Phi. Được, xem ra không được tiếp tục làm chuyện thừa thãi nữa. Đến nước quay về Tứ Đại Châu rồi, đi phát triển đại nghiệp trang bức của ta. Điểm trang bức hiện tại 100.501 điểm, cách 200 vạn điểm còn 1.899.499 điểm. Lúc này ở trái đất. Ây, phạch phạch. Ôi trời ơi, rác rưởi gì thế này. Mình chuyển 10 vạn cho Từ Khuyết, cậu gửi lại cho mình thứ này. Cậu ta đang quay phim trong một tổ cổ trang nào hay sao? Bộ phim này tuy bố cục vớ vẩn, kỹ năng diễn nhạt tuyệt, nhưng phục trang tạo hình diễn đều là thượng đẳng. Và cả đặc hiệu kia nữa, nói thực thật sự là quá tốt. Bộ phim vớ vẩn thế này, rốt cuộc là ai đầu tư nhỉ? Tiểu tử này còn bảo mình giúp cậu ta quay phim, đáng ghét. Sau đó WeChat không trả lời, điện thoại cũng không gọi được. Bỏ đi, tôi giúp cậu biên tập lại rồi quảng bá. Có lẽ người bây giờ thích loại phim kỳ quái này thế này. Cậu quay về phải cảm ơn tôi đấy. 2 tháng sau, phim cổ não thái biên tập lại miễn cưỡng được chiếu. Sau đó chiếu ở các rạp phim lớn, nhưng vì không có tuyên truyền gì, số lượng người xem ít đến đáng thương. Tuần lên sóng đầu tiên chỉ có số ít người đến xem, nhưng 1 tháng sau lượt xem phim tăng lên đột biến. Tình tiết và kỹ năng diễn rác rưởi khiến người ta muốn nôn, nhưng đặc hiệu và giá trị nhan sắc đều khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Bộ phim này lan truyền bình luận trên mạng, mọi người ồ ạt kéo nhau đi xem. Trong nát, trên mạng toàn là comment liên quan đến bộ phim này. Diễn viên trong phim dần dần được biết đến, nhưng không ai biết thân phận của họ. Không ngờ phản ứng của công chúng lại mạnh mẽ như vậy, đến não thái cũng kinh ngạc đơ người. Vì anh ấy là người lan truyền phim, tiền kiếm được ở phòng chiếu lần này đều thuộc về tay anh ấy. Người trong ngày lần lượt nghe ngóng đạo diễn Từ Khuyết là ai. Vì bảo vệ tài nguyên này, não thái không công khai thân phận của Từ Khuyết. Còn Từ Khuyết đang ở Ngũ Hành Sơn xa xôi, lúc này nhận được một tin cực kỳ vui. Trang bức thành công, có được 1.000 điểm trang bức. Ây, chuyện gì vậy? Ta chả làm gì cả, sao lại có thưởng? Ây, trang bức thành công. Ây, đợi đã, để ta hút điếu thuốc gấp đôi khói xả đã. Trang bức thành công. Bộ phim của ký chủ ở trái đất khiến ký chủ có được một lượng lớn trang bức. Cho đến nay tổng cộng đã có hơn 20 vạn điểm trang bức, cộng thêm giải thưởng gấp đôi khói giả của ký chủ, điểm trang bức hiện giờ là 60 vạn. Ôi trời, trái đất quỷ thần ơi. Điểm trang bức mục tiêu 200 vạn, điểm trang bức hiện tại là 60 vạn, còn thiếu 140 vạn điểm nữa là hoàn thành mục tiêu. Ký chủ cố lên. Ôi trời, phim của mình ở trái đất hot rồi, lần này giúp mình kiếm nhiều quá luôn. Mình quả nhiên là thiên tài.
Ai, đáng tiếc, máy tăng cường hỏng rồi. Nếu không quay thêm vài bộ phim cho não thái thì bay cao bay xa. Đừng mơ tưởng nữa, không có máy tăng cường tín hiệu, bây giờ đành phải dựa vào bản thân thôi. Đi tìm Hồng Nhan để sớm thực hiện mục tiêu thăng cấp hệ thống. Khuyết tạm biệt hậu cung ở Hỏa Nguyên Quốc, đến Thủy Nguyên Quốc tụ hợp với Khương Hồng Nhan. Từ Khuyết định quay về Tứ Đại Châu để tu luyện và tìm kiếm thêm điểm trang bức. Hoàng thành Thủy Nguyên Quốc, cái gì? Hồng Nhan giờ đi rồi, không phải đã nói cùng nhau quay về Tứ Đại Châu hay sao? Ta cũng không biết sau khi ngươi rời đi. Tỷ tỷ luôn tiềm tâm tu luyện, nhưng hôm qua đột nhiên tỷ ấy trở thành người khác, vội vã trở về Tứ Đại Châu. Tỷ ấy bảo ta nói với ngươi đừng đợi tỷ ấy nữa. Từ Khuyết, lẽ nào Tứ Đại Châu xảy ra chuyện gì sao? Chắc chắn là chuyện lớn xảy ra rồi, nếu không với tính cách bình tĩnh của Hồng Nhan sao có thể làm việc vội vã được. Xiềng xích của Tứ Đại Châu rõ ràng đã cố định, tại sao cô ấy lại vội vã rời đi? Lẽ nào ngoài xiềng xích ra Huyền Chân vẫn còn thủ đoạn khác để tấn công? Hồng Nhan lĩnh ngộ được điểm này cho nên đã một mình đi nghênh chiến. Hồng Nhan nói bảo ta đừng chờ cô ấy, điều này cho thấy cô ấy không có khả năng trở về. Sao có thể như vậy? Với thực lực của tỷ tỷ Tứ Đại Châu, ai cũng không làm tổn thương tỷ ấy được. Nơi Hồng Nhan đến không phải là Tứ Đại Châu mà là Huyền Chân Đại Lục. Huyền Chân Đại Lục, tiểu tử, sau khi xiềng xích gia cố làm sao mà đi được nữa? Hồng Nhan nhất định là có cách. Sao lại như vậy tỷ tỷ? Hồng Nhan giờ đi hôm qua, ta phải nhanh chóng xuất phát mới có thể đưa kịp cô ấy trước khi cô ấy rời khỏi Tứ Đại Châu. Nhị cầu tử, giao cho ngươi một nhiệm vụ. Ngươi quay về Hỏa Nguyên Quốc, đưa nhã phu nhân bọn họ đến Nam Châu bí cảnh. Nếu như về sau khai chiến với Huyền Chân, mọi người có chút chuẩn bị sẽ an toàn hơn. Tuân mệnh. Từ Khuyết đồng ý với ta, nhất định là phải bảo vệ tốt tỷ tỷ, đưa tỷ ấy trở về bình an. Ta nhất định vậy. Một tháng sau, trong quá trình lên đường không ngừng nghỉ, Từ Khuyết cuối cùng cũng đến Đông Hoang Đại Lục. Nhưng điểm khó là làm thế nào mới tìm được Hồng Nhan? Đại lục rộng lớn thế này, Hồng Nhan cô rút cuộc ở đâu? Xem ra đành phải sử dụng tuyệt chiêu rồi. Đầu hai vấn nộ. Phía đông bắc, vị trí này là Táng Tiên Cốc, Thanh Đồng Quan. Hồng Nhan muốn về Thanh Đồng Quan. Hồng Nhan chỉ di chuyển sớm hơn ta một ngày, ta toàn lực tiến phát, nhất định là đuổi kịp được cô ấy. 3 ngày sau, Táng Tiên Cốc. Thanh Đồng Quan chính là ở phía trước, chỉ cần sử dụng nó. Tiểu cô nương, cô bướng thật, nhân lúc ta không có ở đó nén nút đi mất. May mà ta nhanh trí biết cô đến đây. Tiểu tử ngươi, sao ngươi lại ở đây? Cô nói xem. Tiểu tử, ngươi để ta đi đi. Được, có điều trước khi đi, cô phải nói cho ta tại sao cô lại nén nút đến đây. Thanh Đồng Quan là cửa đơn đi đến Huyền Chân Đại Lục. Cái gì? Cô muốn một mình quay về Huyền Chân? Quay về Huyền Chân không phải là đi chết hay sao? Khoảng thời gian này ta tu luyện, không ngừng khôi phục ký ức ngày trước. Ta nhớ lại một chuyện ở kiếp trước, cha ta, vua của Huyền Chân Đại Lục, vào kiếp trước của ta từng rút một hồn phách của ta luyện vào thứ đắc ý của ông ta, thành đạo thụ. Hiện giờ thành đạo thụ quả ở trên, thành đạo thụ sắp chín, nếu bị ông ta thôn phệ luyện hóa, chắc chắn là có thể phi thăng ban ngày, bước vào tiên cảnh. Đến lúc đó, tất cả khí vận và tu vi của ta, ông ta đều sử dụng được. Một người có được thực lực như vậy, muốn công phá xiềng xích, bước vào Tứ Đại Châu thì dễ như trở bàn tay. Kể cả bất địch, ta cũng phải hủy diệt thành đạo thụ. Tiểu tử, ngươi nhất định là phải hiểu cho ta. Ta có thể hiểu, cô đi đi, ta sẽ không ngăn cản cô. Tiểu tử, nếu có cơ hội ta nhất định sẽ quay lại. Đùa mà, sao ta có thể để nữ nhân yêu thương của ta đi mạo hiểm cơ chứ? Đánh ngất Hồng Nhan, sau đó ta sẽ đích thân đến Huyền Chân. Tiểu tử, chiêu này của ngươi ta vẫn nhớ. Ôi, cái này nè tiểu tử, ta hiểu ý của ngươi, nhưng ta không thể không đi. Thực ra ta hiểu, xem ra ta không nên đến, để lại chút hồi ức có được hay không? Được, trước khi đi thơm quá. Được, đồng ý với ta, nhất định phải quay lại. Được không? Đến Huyền Chân sẽ là con đường không có đường về, nhưng ta không muốn phụ sự kỳ vọng của hắn. Được, ta đồng ý với ngươi. Bây giờ cô không chạy lỗ nữa rồi. Tiểu tử, ngươi đang Lạc Thiên Bang trung cực áo chi nghĩa, hòa trùng bao muội sát nha. Tiểu tiểu cô nương,
Lực kéo ở đây mạnh quá, bọn ta không thể nào giữ vững trạng thái này được. Phía trước chính là lối ra, Hồng Nhan, cô tuyệt đối đừng đi mất. Thiên thú tộc không thể mãi mãi nằm nô lệ. Các huynh đệ, bảo vệ quốc gia, giết chết thiên thú. Giết. Tu sĩ nhân tộc một nam một nữ. Ây, thú vị. Chói hai bọn chúng lại, đưa về nhà nào. Đại bổn tướng quân đích thân thẩm vấn. Quân danh của thiên thú. Nơi này nè. Nơi này nè, ta và Hồng Nhan trong khi qua cánh cửa truyền tống bị một lực kéo cực lớn đánh ngất, nhẽ nào bị thế lực bản địa huyền chân bắt rồi. Ôi, không phải chứ, sử dụng bước vương quyền cũng không thoát ra được. Hệ thống, đây là xích làm từ cái gì? Thông qua kiểm tra thuộc tính này là chấn tiên thiết, đúc từ kim thuộc. Kim thuộc đã biệt kết, kim thuộc đã kết hợp với đạo ẩn, trừ khi nhục thân thành thánh, nếu không không thể nào dùng được để phá vỡ nó. Tiêu hao 5.000 điểm trang bức thì có thể phá giải. Thời gian dự kiến là 1 tiếng. Một dây xích trói người cũng dùng đạo ẩn để đúc thành. Chơi căng vậy. Hệ thống phá cho ta. Trừ 5 điểm trang bức bắt đầu phá. Nhân tộc quả nhiên là yếu đuối vô dụng. Hôn mê đến tận bây giờ mới tỉnh. Thú nhân, đây chẳng phải là chủng tộc của huyền chân hay sao? Nghe này cô ta nói, hình như là kẻ địch của con người. Hồng Nhan cũng bị bắt sao? Ta và các hạ không thù không oán, tại sao lại nhốt ta ở đây? Ây, không thù không oán, ngươi nghĩ ta bị ngu sao? Tiểu tử, ngươi là nhân tộc, ta là thiên thú tộc. Hôm nay coi như là ngươi may mắn rơi bàn tay bổn tướng quân. Nếu bị người khác, bị những tướng quân khác bắt sống, bây giờ có lẽ đã bị ăn, chỉ còn lại mẩu xương mà thôi. Nhưng bổn tướng quân không như vậy. Ta sẽ chơi đến cùng, hút cạn đến giọt tinh hoa cuối cùng của ngươi, sau đó sẽ uống máu của ngươi, để ngươi chết trong cực lạc. Ây đờ mờ, bổn bước vương tung hoành tình trường nhiều năm, không ngờ lại bị có ngày nữ nhân chơi đùa. Ý tức này là thiên kiếp, địch đột kích, có kẻ xông vào doanh trại của bổn tướng quân. Các huynh đệ lên. Là Hồng Nhan, chẳng trách cô ấy dám một mình đến huyền chân, hóa ra thực lực của cô ấy ở trên ta. Thiên thú tộc sĩ binh này đều có tu vi luyện hư kỳ đỉnh phong, đến ta cũng không dám nói có thể dễ dàng đối phó với nhiều kẻ địch như vậy. Ký chủ đến đây, ký chủ đến dây xích cũng không phá được cơ mà, ngươi câm mồm. Hồng Nhan ít nhất có thực lực độ kiếp kỳ ngũ tầng. Nhân tộc nhỏ bé dám hỗn xược trong doanh trại của bổn tướng quân, lục mạng đây. Độ kiếp kỳ đỉnh phong, ai sợ rồi sao? Bây giờ hối hận đã muộn rồi. Hợp thể kỳ làm mưa làm gió ở tứ đại châu, đến huyền chân thì chẳng là cái gì. Ở đây cường giả lườm lượp, đến tướng quân ở trong doanh trại của thiên thú tộc cũng có thực lực độ kiếp kỳ đỉnh phong. Nhưng kẻ địch của ta là vua của huyền chân, những thứ này không là gì cả. Không đáng một kích, chịu chết đi. Tướng quân, tiểu cô nương, vậy giải thích, ta vừa tốn 5.000 điểm trang bức để phá. Hồng Nhan giơ tay một cái đã phá được rồi. Hệ thống, ngươi bắt buộc là phải trả lại tiền cho ta. Chấn tiên thiết đã phá giải 60%, chỉ có thể trả lại 2.000 điểm. Tiểu tử, ngươi không sao chứ? Không sao, lát nữa tính sổ với ngươi. Tiểu tử, sao ngươi lại theo qua đây chứ? Ây, dù sao ta cũng theo qua rồi. Cô muốn đuổi ta đi cũng không đuổi nổi. Huyền chân đại lục ta sống không quen, cô bắt buộc là phải bảo vệ ta rồi. Ta nên chắc chắn sao? Vì chuyến đi này vô cùng nguy hiểm, nhưng đáy lòng ta lại vui vì có hắn đồng hành. Huyền chân đại lục này khác với tứ đại châu chúng ta, đến người bình thường trông cũng thật là kỳ dị. Bọn chúng không phải là người, đây là thiên thú tộc. Chúng không bao giờ lấy thiên địa nguyên khí, mà từ nhỏ đã uống máu của người và máu của yêu thú, dựa vào đoạt chân nguyên của người khác để luyện công. Trên đời còn có cách tu luyện điên rồ vậy sao? Huyền chân đại lục nhiều loại vật, có nhiều chuyện ngươi chưa từng được tưởng tượng ra được. Ta vừa quan sát từ trên bầu trời, chúng ta hình như đang nằm trong nội bộ của thiên thú tộc đội quân. Tiếng chiến đấu vừa rồi cực lớn, rất nhanh thôi sẽ có kẻ địch đến đây. Nơi này không nên ở đâu, vậy chúng ta rút thôi. Trong sơn mạch này cả trăm dặm doanh trại đều là thiên thú tộc. Nếu chúng ta muốn quay về lãnh địa của nhân tộc, bắt buộc là phải xuyên qua bầu trời. Tuy bây giờ ta đã hồi phục không ít công lực của kiếp trước, nhưng nếu làm kinh động quân đội, đồng thời đối phó với cả trăm độ kiếp kỳ cường giả, chuyện này là không thể.
Vậy chỉ cần không kinh động quân đội là được. Không thể nào nếu nhanh chóng xuyên qua doanh địa, bắt buộc là phải vận dụng pháp quyết. Ở trong thiên thú tộc vận dụng nhân tộc pháp quyết sẽ bị phát hiện ngay. Vậy không dùng pháp quyết là được. Hệ thống, cho ta một máy bay tàng hình, tiêu hao 1.000 điểm trang bức, đổi lấy quyền sử dụng chiến cơ một ngày. Đây là pháp khí gì vậy? Trong vài năm cô ngủ say trong thành Đông Quan, ta đã học được rất nhiều thứ kinh điển. Đây là một trong số đó. Máy bay này không cần sử dụng chân nguyên mà cũng có thể bay. Đảm bảo thiên thú tộc sẽ không phát hiện ra chúng ta. Xuất phát. Hai ngày tiếp theo, Từ Khuyết cùng Hồng Nhan xuyên việt đến chiến trường ở trên tầng mây. Chiến trường của nhân tộc và thiên thú tộc vô cùng rộng lớn. Nếu sử dụng pháp quyết chạy trốn, chắc chắn là nửa đường sẽ bị đuổi theo. Hai ngày sau, hai người đã đến một thành thị nhân tộc. Ở nơi này gần chiến trường, là nơi dừng chân nghỉ ngơi của nhân tộc. Hai người quyết định dừng chân ở đây, dự định cho về sau. Ban đêm trong khách sạn, tiểu cô nương, chúng ta đã lên đường cả một ngày rồi, không ngủ chút nghỉ ngơi hay sao? Không cần đâu, ta tu luyện một chút là hồi phục lại nguyên khí. Vậy sao, đậm này mềm nắm đó, có muốn đến thử hay không? Đây tiểu cô nương, ta hơi đau lưng, hay là cô đến xoa bóp cho ta đi. Tiểu tử, với thể chất của ngươi đừng nói hai ngày, kể cả ngồi trên máy bay một tháng cũng sẽ không đau lưng. Ai dám xông vào phòng của bọn ta? Thánh tôn tha mạng, thuộc hạ không có ý mạo phạm. Đây là ai? Ta không hề phát hiện ra có người chuồn vào đây. Đây là người của Huyền Chân Hoàng Thất, sợ là người của bên cạnh phụ thân ta phái đến. Thánh tôn bệ hạ, là thánh thượng bảo bọn ta đến đón người. Ngài ấy đã biết người quay về Huyền Chân cho nên... Cái gì? Hành tung của chúng ta bị bại lộ rồi. Có lẽ vào thời khắc ta bước vào Huyền Chân, ông ấy đã biết vị trí của ta rồi. Tiểu tử, ngươi nên rời xa ta đi, như này quá nguy hiểm. Ai muốn rời xa, chết cho lão tử. Tiểu tử ngươi, nếu chọc giận phụ thân của ta, nên còn lại thả hắn đi, để hắn về báo tin. Mục đích của ta chính là chọc giận phụ thân của cô. Nói với ông ta, nếu muốn có người, tự mình cút qua đây. Còn không mau cút, tuần mệnh ta liền đi. Tiểu tử ngươi như vậy sẽ khiến thánh nhân phẫn nộ đó, thánh thượng phẫn nộ đó. Cô trước đó đã nói thuộc hạ cổ thánh thượng cường giả vô số, hôm nay lại chỉ phái hai tên luyện hư kỳ tu sĩ qua đây, rõ ràng là để khiến chúng ta phát hiện. Tiểu cô nương, cô sợ đối mặt với ông ta ư? Cô biết sự sợ hãi này của mình, cho nên dần dần đè nén mình lại. Ta, cho nên chúng ta không cần nghĩ gì cả. Ông ta phá người đến thì chúng ta giết, để ông ta cảm nhận được tín niệm của cô. Đừng để ông ta lợi dụng cô. Được, ngoan. Còn nữa, tiểu cô nương, ta muốn cô đồng ý với ta. Đừng nói những lời như giờ đi một mình nữa. Ta đã đến Huyền Chân cùng cô rồi, bất luận thế nào chúng ta cũng sẽ làm cùng nhau. Bây giờ chúng ta làm thế nào? Thánh thượng có lẽ đã thông qua hồn phách ở trong thành đạo thụ nắm được vị trí của chúng ta. Chúng ta không có cách nào trốn đi và tiêu diệt thành đạo thụ được. Bên đó là chiến trường của nhân tộc và thiên thú tộc. Chúng ta quay về tiền tuyến, ý ngươi là? Chúng ta lên chiến trường giết địch. Trong chiến trường ta có thể nhanh chóng đột phá tu vi. Đợi ta tấn cấp đến hợp thể kỳ, lão tử gặp lão ta, gặp lão ta chính diện, không cần phải trốn tránh nữa. Ta đã từng lấy việc giết người để kiếm kinh nghiệm. Sau khi thăng cấp đến anh biến kỳ thì không có đạo ẩn nên không thể tiếp tục. Hiện giờ ta tự phế đi tu vi, dục hóa trùng sinh, tu đạo uẩn đến luyện hư kỳ, luyện khí trúc cơ, kết đan, kim đan, thậm chí là độ kiếp đại thừa, nguyên anh biến, luyện hư hợp thể, ta đều có thể chiến đấu để lấy kinh nghiệm, không sợ sát khí phản vệ. Tiểu tử nhân tộc đừng quá ngông cuồng, chết đi. Ta có hạo nguyệt giai pháp quyết gia thành, cộng thêm sự giúp đỡ của hệ thống, đợi ta thăng cấp đến hợp thể kỳ, tiêu diệt đại thừa kỳ cũng là chuyện trong lòng bàn tay. Chiến hữu, sao ngươi vẫn đứng yên vậy? Thiên thú tộc đột kích phía sau, mau tránh ra. Tiểu tử trên chiến trường đâu có thể chơi đùa, ngươi suýt chút nữa là bị nó đánh úp rồi. Đây, ta biết, ta đang chuẩn bị phản kích mà. Đã nói rồi, trừ lúc gấp rút quan trọng, nếu không ngươi không được ra tay mà. Sĩ binh thiên thú nhân kém nhất là luyện hư kỳ tu vi, đây là kinh nghiệm thực chiến quý báu biết bao. Ngươi nên để ta giết hết thì ta mới tiến bộ được. Được, người này là ai, quá mạnh. Giết, lại có điểm kinh nghiệm đến rồi. Tiểu cô nương, cô nuôi đi, để ta. Ngươi phải cẩn thận đó. Ra đi, đại bảo kiếm của ta, giết. Wow, kích sắc cường giả luyện hư kỳ có được 100 vạn điểm kinh nghiệm.
Đáng ghét, kẻ này mạnh quá, căn bản là không tấn công được. Phục trang của hắn chỉ là binh khí bình thường, nhưng thực lực mạnh hơn quân đội rất nhiều. Trong kiếm này, Kiếm Linh vẫn đang ngủ say, hy vọng khi đấu chọi với thánh thượng có thể thức tỉnh giúp ta một tay. Thiên thú nghe lệnh, đừng quan tâm sĩ binh nhân tộc đó, tránh xa khỏi hắn. Không quan tâm, không phản kích, rõ. Làm gì vậy, đừng chạy, mau đến đánh ta đi. Mau xông lên, đừng hòng chạy. Hey, đừng quan tâm ta, các huynh đệ mau chạy. Giết. Vậy là toi rồi, chúng đều không quan tâm ta, để ta một mình đi truy sát tỷ lệ quá thấp. Đã vậy đành phải phá sản rồi. Đừng đi, mau nhìn cái này. Đó là, ôi trời, là cực phẩm linh thạch có cả đống đó. Ây, linh thạch của ta sao lại rơi ra ngoài vậy? Các người tránh ra, đừng hòng cướp. Nếu cướp được một hai viên cực phẩm linh thạch thì có thể về quê kết hôn rồi. Tất cả lùi lại, không được cướp linh thạch. Ai quan tâm người cướp? Cướp được chính là kiếm được. Đó là cực phẩm linh thạch đấy. Từ giờ không phải lo lắng ăn mặc nữa. Ây, đừng có cướp cổ ta. Các ngươi còn như vậy, ta đành phải giết sạch các ngươi thôi. Bức vương quyền. Ây, quân danh của nhân tộc, các ngươi nhìn thấy chưa? Người này thiên phú dị bẩm, là một thiên tài. Mau chóng điều tra thân phận của hắn. Bộ soái muốn nạp hắn vào thần tử doanh. Tướng soái, thần vệ đại thừa kỳ đỉnh phong. Tướng soái, kẻ này mặc áo giáp của quân đội vào chiến trường, chắc chắn chính là quân của thánh thượng. Chúng ta lấy người như vậy sợ là không ổn lắm. Thánh thượng chó gì, hắn thật sự nghĩ mình là đế hoàng của toàn bộ nhân tộc hay sao? Bồn soái, nếu không phải tôi luyện đệ tử của thần tử doanh, sao có thể đồng ý với hắn đến trông coi mảnh đất này chứ? Hiện giờ bồn soái muốn một sĩ binh, chẳng lẽ hắn còn muốn lật mặt với bồn soái hay sao? Thuộc hạ lập tức đi điều tra thân phận của thiếu niên đó. Người này thiên tài như vậy, thật sự là may mắn lớn của nhân tộc chúng ta. Nếu chiêu hắn vào thần tử doanh, phải bồi dưỡng cho tốt mới được. Ban đêm, doanh trại nhân tộc, ai làm việc cả ngày, mệt chết mất. Tiểu tử, ngươi tăng liên tiếp hai bậc trong cùng một ngày, đạt đến luyện hư kỳ ngũ tầng rồi, thực sự khiến người ta kinh ngạc. Đây gọi là thiên phú dị bẩm. Ta có thể hiểu ra, cái mới từ trong chiến đấu, nâng cao tu vi nhanh hơn tu luyện nhiều. Cách nâng cao này thực sự là kỳ lạ. Từ khí tức cho thấy, tiểu tử này, cách luyện hư kỳ lục tầng còn không xa nữa. Thiên phú của cậu ấy đúng là đáng kinh ngạc. Đạc Thiên Bang, Lý Bạch phải không? Đứng dậy, bọn ta có chuyện muốn nói với người, Lý Bạch. Đây là tên ta giả, xin gia nhập dùng đi nhập ngũ. Bảo ngươi đứng dậy không nghe thấy sao, muốn chết. Thần tử danh của tần vệ, bọn họ sao lại gây rắc rối cho Từ Khuyết? Có điều ba người này, vì tu vi cao hơn Từ Khuyết, nhưng Từ Khuyết xử bọn họ dễ như trở bàn tay. Người này nhanh quá, tam đệ sẽ chịu thiệt mất. Cái gì? Tên bị ổi còn dám ném tạp vật. Bức vương quyền không khai triển ra được. Cái gì? Đủ rồi, hai người lui xuống đi. Đạc Thiên Bang, Lý Bạch, bọn ta không phải là đến lấy mạng người. Duy chỉ cần bọn ta muốn là lấy được ngay. Đây là lệnh bài của thần tử doanh, nhận về lệnh bài này, về sau ngươi sẽ là một thành viên ở trong thần tử doanh, người xếp thứ 31 từ nay về sau. Thần tử doanh chó má gì, xông vào lều của ta còn ăn to nói lớn, cút đi cho não tử. To gan, ngươi dám hủy đi lệnh bài của thần tử doanh. Ngươi có biết ngươi có thể gia nhập vào thần tử doanh bọn ta là người như thế nào hay không? Bọn ta đều là một nhân tài có 102, vạn chung vô nhất, mỗi người đều mạnh hơn ngươi. Ây, khẩu khí lớn đó, thiệt ngại ghê, ta nhìn không ra rồi. Các ngươi tự tiện xông vào lều của ta còn động tay trước, các ngươi lập tức cút thì ta cũng không tính toán với bọn ngươi. Nếu không phải là lệnh của nguyên soái thì ta sớm đã chém đầu của ngươi rồi. Sau này ngươi đừng mong tu sĩ độ cực kỳ phía sau ngươi có thể cứu ngươi. Chúng ta đi. Nhóc con, sao ngươi không ra tay? Dựa vào tính cách của ngươi, ta cho rằng ngươi có thể chém hết bọn chúng. Được, ngươi làm được mà. Thôi kệ chúng đi, chúng ta vẫn còn tiếp tục phục dịch ở trong quân ngũ mà. Làm loạn ở đây cũng không hay lắm, tha cho chúng vậy. Thực ra là bức vương quyền không phát huy được. Hạo Minh giai công pháp thì chưa luyện thành thục, vẫn là có chút sợ. Thực ra lúc nãy ngươi có thể đồng ý gia nhập thần tử doanh của bọn họ. Ở thần tử doanh này có chỗ nào phi phạm chứ? Đến ta cũng không nhìn ra.
Thần tử doanh ngược lại càng không có gì. Cốt yếu là vị tướng soái đó Tần Vệ. Ông ta có thể là Huyền Trân, người còn lại mạnh nhất của đại thừa kỳ đỉnh phong. Còn có thể xem thánh thượng, cũng phải lấy ông ta ba phần. Nếu ngươi gia nhập vào thần tử doanh, thánh thượng cũng sẽ không dễ dàng gì mà đụng đến ngươi cả. Vị tướng soái này chẳng lẽ là mạnh hơn cả thánh thượng ư? Cái này cũng không phải luận thực lực, cũng không thể đánh đồng Tần Vệ với thánh thượng được. Nhưng ngược lại ranh giới giữa họ lại không dễ dàng gì tranh đấu với nhau. Có thể xem là thực lực chênh lệch, nhưng cũng không dễ dàng gì chấn sát đối phương. Cao sứ bất thắng hàn, đã đến ranh giới đó rồi, tự khắc sẽ gây thù chuốc oán vô số. Một ngày nào đó sẽ xảy ra đại chiến, cho dù có chém giết đối phương, bản thân nhất định là cũng phải chịu thiệt hại nghiêm trọng. Lúc này kẻ thù nhất định là sẽ thừa lúc đục thả câu. Vì vậy thánh thượng nhất định là sẽ không khai chiến với tướng soái. Hóa ra là như vậy. Vậy ta không gia nhập thần tử doanh cũng không sao. Xem ra họ cũng chẳng có cốt, họ cũng chẳng có thứ gì tốt cả. Ta vừa mới thấy bộ dạng hung hăng của chúng, tiếc là không làm ta tức giận. Trên đời này còn có ai có thể chọc giận ngươi à? Lúc nãy bọn họ bị ngươi chọc giận bỏ chạy rồi. Ây, có hả? Có chứ, không gia nhập thần tử doanh cũng tốt. Tuy là bề ngoài có chút xinh đẹp rạng rỡ, nhưng cũng chỉ là một con rối mà thôi. Đời này là sao? Kế hoạch luyện thần tử của tướng soái thật ra là muốn đề thần tử giúp ông ấy thầm tiên cốt mà thôi. Theo ghi chép của cổ tịch, trước đây rất lâu có một thi hài của tiên nhân nhỏ xuống thánh trái, sau này luyện hóa thôn tính để vượt qua cảnh giới tiên địa. Những năm này đã có rất nhiều năm trôi qua nhưng chưa có ai gặp qua hài cốt của tiên nhân. Cũng chính vì như vậy, thánh thần mới lấy đi hồn phách của ta, mưu đồ luyện thành chính quả. Hóa ra là vậy. Giới tiên nhân, bất luận là Tứ Địa Châu hay là Huyền Chân Đại Lục, đều là theo đuổi mục tiêu đạt cảnh giới cuối cùng của người tu tiên. Một ngày nào đó, ta có thể đạt được cảnh giới đó hay không? Trời tới rồi, nghỉ ngơi sớm thôi, ngày mai còn tiếp tục luyện nữa. Vậy, cùng nghỉ ngơi nào, ta không cần. Cái giường tuy nhỏ chút, nhưng chật cũng không sao, ta thật sự là không cần mà. Thiên thú tộc tập kết, hôm nay nhất định là phải lấy được Thiên tộc Thành Hồ. Hay, sát nhập vào Thiên sát Thành Hồ, thịt người nhiều vô kể. Muốn đánh tan Thiên sát Thành Hồ, hỏi qua ý kiến của ta chưa? Hôm nay tất cả không được phép chạy, tất cả biến hết thành điểm kinh nghiệm cho não tử. Đội trưởng, để cho hắn ta nghênh chiến một mình thật sao? Năng lực chiến đấu của hắn các ngươi cũng quen rồi mà, các ngươi cứ giữ thành là được. Đội trưởng, doanh trại cho người đến báo có chuyện gì. Hậu cần trong lúc dọn vệ sinh phát hiện ra phân trong nhà xí đều không cánh mà bay. Đặc biệt là cho ta đến thông báo với người, có phải là thiên thú tộc thay vào được không? Thay vào không phải chứ, theo lý mà nói không có thiên thú tộc thích ăn phân đó chứ. Mà lúc này đội binh của thiên thú tộc đứng song song với Từ Khuyết không có động tĩnh gì. Ây, xem ra không có ai muốn đánh nhau với ta. Một đũ nhát gan, ta hủy bỏ vậy. Xem kìa, chân người của hắn rớt xuống một số nhẫn chữ vật. Nghe nói người này có rất nhiều linh thạch cực phẩm, mau cướp đi. Ây, đây là của ta, mau mở ra xem bên trong đó có bao nhiêu linh thạch cực phẩm. Ây, cái mùi này mẹ nó, đây là phân mà. Con chó này, bắt nó lại mau, ta liều với người. Ây, tức lắm phải không? Tới đây đánh chết ta nè, giết nó. Hắn tiểu tử này thú vị đó, lại dám từ chối lời mời của thần tử doanh. Đêm nay đích thân bổn soái sẽ đi một chuyến, nhất định là phải kết nạp ngươi vào thần tử doanh của ta. Đội trưởng, chuyện này thật là quá khủng bố rồi. Thiên phú đã liên tục tấn công 5 canh giờ. Thiên thú đã liên tục tấn công 5 canh giờ, đến đó chiến đấu đến tận bây giờ chưa hề có dấu hiệu mệt mỏi. Rốt cuộc là Lý Bạch của Trá Thiên Bang này là thần thánh phương nào? Theo ta biết thì hắn chỉ là một tân binh, hôm qua vừa gia nhập đội ngũ mà thôi. Nếu hắn có thể giết tiếp thì chúng ta cứ yên lặng mà theo dõi đi. Chết đi, hừm, muốn đánh nhến ta hay sao? Chết đi. Hôm nay không dùng bức vương quyền, dùng bảo kiếm giết địch có lẽ là có vẻ kiên trì được lâu hơn. Số lượng thiên thú nằm ngoài dự đoán của ta, vậy mà có đến hàng vạn con lên chiến trường. Ta chém giết thêm một lúc là có thể tập hợp đủ kinh nghiệm của luyện hư kỳ tầng 10 rồi.
tu vi của tên này tăng lên một cách chóng mặt. Vậy mà bạn đã đạt đến Nguyện Hư Kỳ tầng 9 rồi. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng không ngừng tăng lên, mỗi kiếm lại có sức sát thương mạnh hơn. Thiên phú của hắn quả là hiếm có. Nhân tộc to gan lại dám ngăn cản bước tiến của thiên thú ta. Ta là thiên thú Thần Trảo tướng quân, để ta đánh với người nào? Độ kiếp kỳ cuối, ta còn chưa từng giết cường địch như thế. Sau khi chém giết chết người thì ta có thể đạt đến Luyện Hư Kỳ cuối rồi. Nói khoác mà không biết ngượng, chết đi. Đồ đầu to, ngươi chậm quá đấy. Dùng móng vuốt của ngươi đào đất ăn đi. Cái gì đâm không thủng? Ayo, không hổ là độ kiếp kỳ cuối, sức mạnh quá là kinh người, suýt nữa là ta đã không đỡ được rồi. Lắm lời. Đồ to đầu, ta sẽ không đấu trực diện với ngươi đâu. Ngươi đuổi theo ta đi. Đó là cường giả độ kiếp kỳ cuối, có cần ta giúp hay không? Không, cô tuyệt đối là đừng ra tay. Đây là kinh nghiệm hiếm có, cô đừng giành với ta. Loài người ngu ngốc, nữ tu sĩ độ kiếp kỳ kia là người duy nhất ở đây có thể đấu ngang với ta. Từ chối sự giúp đỡ của cô ta thì ngươi cứ đợi chết đi. Cho vặt vãnh. Bình tự bí. Cho ngươi một lời khuyên, tiếp sau đừng chọn loại vũ khí cố định trên tay này. Tam tuyệt hỏa liên. Cảm ơn ngươi. Ngươi đã tặng kinh nghiệm. Trên con đường thành tiên của ta có một phần công sức của ngươi. Không. Chúc mừng túc chủ đã giết được cường giả độ kiếp kỳ cuối, thăng cấp cấp bậc hiện giờ Luyện Hư Kỳ cuối. Trước khi túc chủ độ kiếp, tất cả kinh nghiệm sẽ được lưu trong hồ kinh nghiệm. Tiểu tử, hoàn thành nhiệm vụ rút. Ban đêm trong nhà khách, tiểu tử, ngươi đã đạt đến Luyện Hư Kỳ đỉnh phong rồi. Tiếp theo chỉ cần độ qua thiên kiếp là đã đạt đến hợp thể kỳ rồi. Đây, chỉ cần bước vào hợp thể kỳ, ta có thể đấu với đối thủ đại thừa kỳ rồi. Đến lúc đó, xem ta đánh thánh thượng dùng hết hàng tiền đạo. Hay, tiểu tử, đến huyền chân mới mấy ngày ngắn ngủi đã đạt đến Luyện Hư Kỳ đỉnh phong. Tốc độ tu luyện như có thần giúp này là thứ bao nhiêu tu sĩ mơ ước mà không có được. Nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ giúp ngươi hộ pháp. Tiểu tử, xem ra sự thể hiện của ngươi quá là chói mắt. Thần tử doanh không định buông tha cho ngươi. Không sao, để họ vào. Lạc Thiên Bang Lý Bạch, dám phá lệnh bài thần tử doanh ta, tội không thể tha. Tướng soái đích thân bảo bọn ta đến tính sổ với ngươi. Lạc Thiên Bang Lý Bạch, ngươi còn gì để nói hay không? Nhìn đến một lúc có đến 10 thành viên ở trong thần tử doanh đến, xem ra tướng soái bắt buộc là phải lấy được tiểu tử mới thôi. Mười độ kiếp kỳ đỉnh phong, kể cả là ta cũng không thể nào đồng thời đối phó với họ. Cửa ải hôm nay phải cơ trí, đã vậy. Ây, các ngươi làm gì đột nhiên xông vào phòng của ta? Ta phá lệnh bài thần tử doanh các ngươi, đừng có nói bừa, ta làm sao làm được? Ngươi có ý gì? Hôm qua đến nơi của ngươi, ngươi rõ ràng là đã đập vỡ lệnh bài thần tử doanh. Ngươi muốn trốn tội? Tối qua làm gì có chuyện này? Đây là lần đầu tiên ta gặp các ngươi, làm gì có lệnh bài gì? Lẽ nào ngươi không đưa hắn lệnh bài? Sao có thể, đây là mệnh lệnh của tướng soái đó. Đã, ý các ngươi là tướng soái mời ta gia nhập thần tử doanh. Ây tuyệt quá, các ngươi biết không, ta luôn rất là sùng bái thần tử doanh, làm mơ cũng muốn gia nhập, mau mau đưa ta đi gặp tướng soái. Lý Bạch, ngươi đừng có giả ngu giả ngây ở đây nữa, đừng vội. Bất luận là âm mưu gì cũng được, là giả ngu giả ngơ cũng được, ta muốn biết. Một Luyện Hư Kỳ nhỏ bé, tại sao tướng soái lại mời hắn gia nhập thần tử doanh? Người vào được thần tử doanh đều là thiên tài ở trong cả vạn người. Ta cũng không biết, tu vi của ta bình bình, trừ khuôn mặt đẹp trai, cử thế vô song. Ta không biết là còn có gì bàn luận gì thêm với các vị ở đây. Mẹ nó, tiểu tử rõ ràng là đang chơi đẻo bọn ta, hoặc là vì cái này. Cô gái này định làm gì? Ngồi xuống. Cái gì? Hối hợp hay, ta biết ngay ngươi sẽ dùng chiêu này mà. Thông thường chỉ có tu sĩ hợp thể kỳ đỉnh phong mới có thể tích tụ ra đạo thân, cho nên bọn họ chưa từng đề phòng đạo thân của ngươi. Cộng thêm công dụng đặc biệt của hắc côn, bọn chúng hôm nay chết không an. Trói hết lại. Đây nè. Ây, tỉnh rồi. Không dãy ruộng được. Thế nào, không dãy ruộng được đúng không? Toàn thân vô lực. Đây là ta học được từ bên thiên thú tộc đấy. Dây xích này đã phong ấn chân nguyên lực ở trong cơ thể ta. Tiểu tử, ngươi dám cầm cố thành viên của thân tử doanh. Đây là chấn tiên thiết dùng đạo ấn tạo thành. Tướng soái ở cách đây không xa, ta chỉ cần gọi ông ấy đến, ngươi chết chắc. Ngươi có ý gì?
biết đây là gì không? Đây là xăng ta tốn tiền để đổi về đấy. Thần tử danh chó má gì? Người không phạm ta, ta không phạm người. Các ngươi năm lần bảy lượt chạy đến phòng của ta ăn nói hống hách. Một mồi lửa của ta đốt cháy các ngươi, không quá đáng chứ? Ngươi đừng cố làm bừa. Ngươi kêu đi, kể cả kêu lỗ họng cũng sẽ không. To gan. Tần vệ, ngươi dám ra tay? Nữ tử độ kiếp kỳ này là ai, lại có thể ngăn cản được uy áp của ta? Đặc Thiên Bang, Lý Bạch, ta lập tức mệnh lệnh cho ngươi hủy đốm lửa trong tay. Nếu không, trong vòng 3 giây ta sẽ lấy mạng ngươi. Tiểu cô nương, yên tâm, ông ta không khiến ta bị thương được đâu. Lão đầu, ông nói cái gì? Trong vòng 3 giây lấy mạng của ta? Ta xem ông trong vòng 3 giây cứu được mạng của chúng hay không. Cái gì ngươi? Đừng, tướng soái. Tướng soái cứu mạng. Mẹ nhà nó. Ây, đau quá. Không tồi. Có thể thổi bay thanh niên địa tâm hỏa của ta. Không hổ là đại thừa kỳ đỉnh phong. Điều tử, ta giết ngươi. Ây ô, ông tức lên rồi kìa. Chỉ cho phép họ ức hiếp chúng ta, không cho phép chúng ta ức hiếp bọn họ. Không chơi với ông nữa, chúng ta rút. Khốn kiếp. Đây là truyền tống pháp quyết gì? Ồ đúng rồi, suýt nữa quên mất. Động vào Tạc Thiên Bang của ta tưởng là vẫn còn sống nổi. Ăn cứt đi, chuồn thôi. Các đệ tử, ta vốn nhiều năm như vậy để bồi dưỡng ra thần tử doanh. Gần một nửa đệ tử đều ở đây, bị tiểu tử đó giết chết một cách dễ dàng ở đây rồi. Mỗi một người đều là ta tốn bao nhiêu năm tháng kế hoạch lên tiên của ta. Tạc Thiên Bang Lý Bạch, ta không đội trời chung với người. Kích thích không, tiểu cô nương? Tiểu tử, ngươi thật sự là quá to gan đấy. Dám ở trước mặt đại thừa kỳ đỉnh phong giết chết toàn bộ đệ tử của ông ta. Ai bảo động vào ta, vốn đã không nhiều chuyện như vậy. Thành viên của thần tử doanh đúng là hung hổ dọa người. May mà chúng ta thoát được rồi, không cảm nhận được khí tức của tần vệ nữa. Họ có lẽ là không đuổi kịp. Tiểu cô nương, cô biết ở gần đây có nơi nào linh khí dồi dào hay không? Trong ngọn núi kia không tồi, là một thung lũng tích tụ thiên địa nguyên khí. Được, nghe theo cô. Chúng ta đi. Ta muốn dùng hợp đạo thân xung kích hợp thể kỳ. Vượt qua phòng ngự của nhân tộc không ngờ đơn giản như vậy. Chúng ta vào trong trung tâm rồi cũng không bị phát hiện. Mau định vị vị trí của tiểu tử đó. Dựa vào thần hồn khí tức ở trong nhẫn chữ vật của tiểu tử đó, lợi dụng tầm khí ngọc bàn truy tung đến vị trí của hắn. Chính là ở trong núi phía trước. Tiểu tử này đã khiến bộ đội tiền tuyến của tộc chúng ta bị thương nặng, bắt buộc là phải tiêu diệt. Xuất phát, hôm nay phải giết hắn sâu trong núi. Nguyên thần hợp nhất. Động tĩnh tiểu tử này dung hợp đạo thân lớn quá, dao động chân nguyên lực mạnh quá. Có người đang tu luyện ở phía trước, nhất định là tiểu tử đó, mau đuổi theo. Nhân tộc nữ nhân, chỉ có độ kiếp kỳ tứ tầng cũng dám hộ pháp cho tiểu tử đó. Hai người bắt cô ta lại, hai người còn lại đi vào trong hang động. Vâng. Chết. Một kích đã giết chết hai độ kiếp kỳ đỉnh phong. Cô ta là ai? Kẻ dám tiến thêm một bước. Chết. Thần thái như vậy, từ trước tới nay Huyền Chân Đại Lục chỉ có duy nhất một người, nhân tộc Lữ Đế. Lữ Đế đã mất tích nợ từ lâu, không thể nào là cô ta. Dừng tay. Hàn khí bá đạo quá. Tiểu cô nương, ra tay nương tình, để ta thu đầu người. Có sự trợ giúp của Lữ Đế, mau rút. Quay về bẩm báo với tướng quân. Muốn chạy, ở lại chịu đòn cho ta. Sát khí lĩnh vực. Đây là lĩnh vực gì vậy? Luyện hư kỳ đỉnh phong nhỏ bé, lại khiến cho độ kiếp kỳ đỉnh phong ta đây không cử động được. Đây là sát khí. Sát khí lồng đậm như thế, tiểu tử này rốt cuộc nào đã giết bao nhiêu người? Sau khi dung hợp đạo thân, sát khí mãnh liệt hoàn toàn thuộc về bản thân ta. Nhưng ta nắm giữ đạo uẩn, có thể khống chế sát khí này như thường. Giải phóng đạo uẩn, cứu cô ta ra. Không ngờ còn trốn vài tên ở trong rừng. Mấy tên độ kiếp kỳ cùng giải phóng đạo uẩn, kể cả là ta cũng không cản được. Muốn chạy, tiểu cô nương, chúng ta đuổi theo. Được. Lôi kiếp, tiểu tử, ngươi sắp phải độ kiếp rồi. Ta biết rồi, như vậy cũng tốt. Cô đừng tiến gần ta. Cái gì, tiểu tử này đang độ kiếp? Hắn định lợi dụng thiên kiếp để đánh chết chúng ta.
chia ra hành động. Ồ, chạy đi đâu? Thiên kiếp đột nhiên gia tốc. Ông trời biết tiểu tử này đang lợi dụng mình nên tức giận rồi. Ta phải giúp hắn mới được. Đây là tiên khí giúp ta chuyển sinh. Với tu vi hiện tại của ta không thể nào hoàn toàn thôi động được. Lấy khí vận của trẫm giúp hắn độ kiếp. Rất cả mình, ông trời đang đánh úp ta sao? Nhưng tại sao lôi kiếp tự động tránh ra? Cái gì? Đáng ghét thật, tiểu đội ám sát chỉ còn lại một mình ta. Phải mau chóng quay về, chạy đi đâu? Quay về tiền tuyến rồi, giết. Chuyện gì vậy? Tại sao nhân tộc lại bị áp chế như vậy? Bộ đội của thiên thú tộc đã trực tiếp tấn công vào khu vực của nhân tộc rồi. Cứ tiếp tục như vậy, tiểu thành sẽ bị công phá mất. Tiền tuyến là do thần tử doanh phụ trách. Hôm qua người giết một nửa thành viên của thần tử doanh, dạo là tướng soái cũng chạy luôn rồi. Tướng soái chó má, chẳng có tí trách nhiệm nào cả. Ta đi giải quyết thiên thú tộc, ngươi phải cẩn thận đấy. Ông trời, não tử là tạc thiên bang tư khuyết. Chính là cho lỗ ông đấy, có giỏi thì đánh chết ta đi. Cứu mạng! Là ai đến cứu viện vậy? Ngăn chặn làn sóng xung kích. Thiên thú nhỏ bé, còn muốn xâm nhập lãnh địa của nhân tộc ta, hôm nay ta không thể không giết các ngươi. Người thường độ kiếp có là thí luyện, nhưng tiểu tử ngươi mỗi lần độ kiếp, ông trời dường như đều muốn đánh chết hắn. Đến đúng lúc lắm, đến lúc thăng cấp rồi. Phá cho ta! Ngăn chặn làn sóng xung kích. Thêm nữa. Ăn một. Quyền của ta. Lôi kiếp chạy tứ phía rồi. Đến ông trời cũng sợ tiểu tử này. Đừng hòng chạy, hay bắt được ngươi rồi. Ăn của ta, siêu cấp vô địch. Lôi kiếp quá kiên suất. Hay thoải mái. Ông trời, ông có ý gì? Vậy là xong rồi sao? Chúng ta ngẩng đầu không thấy cúi đầu, không cúi đầu thấy chẳng thú vị thế nào. Lần sau tạo độ kiếp nhất định là cho ông nổ tung. Nhìn thấy nữ thiên phụ thiên thú nhân quân đội bên dưới hay chưa? Đánh chết bọn chúng cho ta, hai ta coi như là hòa. Cái này, hắn bảo ông trời đánh chết chúng ta. Ông trời sao có thể nghe hắn được? Vãi, đánh thật rồi này, mau chạy. Thiên thú tộc nhớ kỹ đây cho ta, lãnh địa của nhân tộc không phải là thứ các ngươi được nhúng tay vào. Doanh trại của thiên thú tộc. Ây, nhân tộc nữ đế xuất thế. Tin tức này đúng là không có lợi với thiên thú tộc chúng ta. Nhân tộc có nữ đế, chúng ta không thể tấn công thành trì đó. Còn tên tạc thiên bang Lý Bạch, truyền lệnh xuống rút binh. Vâng. Mau nhìn kìa, thiên thú tộc rút binh rồi. Tranh đấu 10 năm với thiên thú tộc cuối cùng cũng kết thúc rồi. Chúng ta bảo vệ được rồi. May mà có tạc thiên bang Lý Bạch, đều là chiến công của hắn. Lý Bạch. Ây à, hút nhanh điếu thuốc nào. Túi quà cuối cùng nhất định là đồ tốt. Tiểu cô nương, ta đi ra ngoài có chút việc. Sâu trong rừng, bắt buộc là phải cách xa Hồng Nhan một chút, không thể để cô ấy phát hiện mình có hệ thống. Mau mở gói quà ra xem có gì nào. Mũ ma thú, phiếu mua sắm, công pháp tinh hoa, kim cang bất hoại phù, thiên phẩm thần hành tẩu phù. Lần này mở ra rất nhiều phần thưởng, để mình xem nào. Mũ ma thú, mũ tha thứ, phiếu mua sắm, dường như đều chẳng có tác dụng gì. Không có máy tăng cường tín hiệu, vẫn không liên lạc được với trái đất. 50,000 điểm công pháp tinh hoa không tệ, có thể tăng một công pháp lên cấp tối đa. Thiên phẩm thần hành động tẩu phù có thể giúp mình chạy thoát ở nơi qua cấm chế, tiếc là chỉ có một lá. Kim cang, Trá Thiên Bang Lý Bạch cuối cùng cũng để ta bắt được ngươi rồi. Đây không phải là Tần Vệ tướng quân hay sao? Sao trùng hợp thế? Đúng vậy, trùng hợp thế đấy. Có thể bảo hôm nay Hồng Nhan của ngươi không có ở đây, mối thù giết đệ tử thần tử doanh ta hôm nay phải trả. Vừa kéo hôm nay ta vừa bước vào hợp thể kỳ, để ta xem thử rốt cuộc nào đại thừa kỳ cuối cùng có thực lực như thế nào. Nào, bức vương quyền. Ồ, không hổ nào đại thừa kỳ cuối, chỉ đấu khí thôi đã đánh bay ta rồi. Ta né, ta đỡ, ấy gãy xương tay rồi. Cường độ nhục thể thật là đáng sợ. Hệ thống mau hồi phục. Biết cái gì, có thể nói chuyện tử tế hay không, tiểu tử?
ngươi chẳng hề biết gì về sức mạnh của Đại Thừa Kỳ. Hỗn Nguyên Vô Chân. Sau hấp thụ toàn bộ linh khí ở xung quanh, hắn đã mau chóng giải phóng ra ngoài. Quả là một chiêu thức thông minh. Chiêu Lô Điện Pháp Quyết này, sau khi dung hợp đạo thân mới có thể giải phóng, cuối cùng cũng có cơ hội thử uy lực của nó rồi. Hạo Nguyệt Giai Thiên Lôi Ấn. Ngươi chỉ vậy thôi sao? 5 lần bức vương quyền, sơ ý rồi. Tốc độ quyền này quá nhanh, nhưng miễn cưỡng có thể đỡ được. Mắc câu rồi, hệ thống, đổi cho ta thành 20 lần bức vương quyền. Đại Thừa Kỳ đỉnh phong, lão tử đánh người phọt phân. Ê, tiểu tử nhãi con vừa bước vào hợp thể kỳ, lại có thể đánh thương Đại Thừa Kỳ đỉnh phong như ta. Nếu để người khác biết, chắc chắn là sẽ cười hả hê. Yên tâm, Tạc Thiên Bang ta trước giờ giữ mồm giữ miệng lắm, nhiều nhất chỉ truyền ra cho cả Huyền Chân Đại Lục mà thôi. Tạc Thiên Bang Lý Bạch, ta thích thiên phú của ngươi. Từ trước đến nay, trên danh hợp thể kỳ chỉ có mình ngươi làm được tới mức độ này. Chỉ đáng tiếc, vì thanh danh một đời của ta buộc phải là giết chết ngươi ở đây. Không ngờ vì một tên hợp thể kỳ mà ta phải tế ra tiên khí. Nếu để lão đầu đó biết được, nhất định là sẽ cười ta rụng răng. Tiên khí tiêu diệt ngươi và san bằng toàn bộ sơn mạch này, sẽ không ai biết về chuyện này xảy ra ở đây. Chịu chết đi, Tạc Thiên Bang Lý Bạch. Vãi, toàn bộ sơn mạch bị viên chân châu đó của ông ta hút sạch rồi. Kiểm tra thấy bán phẩm tiên khí đã nhận chủ, xin ký chủ cẩn thận đề phòng. Lực hút của nó mạnh quá, ta sắp bị hút vào rồi. Tam Thiên Nơi Động. Chuồn xa xa ra đã, muốn chạy. Đại Thừa lĩnh vực. Không, không cử động được, đáng ghét. Sát khí lĩnh vực. Hợp thể kỳ nhỏ bé mà triển khai ra được lĩnh vực thâm hậu như vậy. Ngươi ngày càng khiến ta nhìn bằng con mắt khác rồi. Cứ tiếp tục như vậy không ổn. Tuy ngăn cản được lĩnh vực khống chế của ông ta, nhưng ta không thể ngừng bị viên chân châu kia hút lại. Cứ tiếp tục như vậy, ta hớ muộn gì cũng bị tiên khí hút trọn. Lão ta giả vờ, bề mặt thì thoải mái, nhưng thực ra là duy trì lĩnh vực và tiên khí đã tiêu hao hết toàn lực rồi. Tiên khí thượng cổ sinh tử luân của ta khó mà trực tiếp dùng trên chiến đấu. Sinh cơ của Đại Thừa Kỳ đỉnh phong sợ là không thể tưởng tượng được. Sinh tử luân sợ là không thể rút cạn não ta. Kim cương bất hoại phù, trong vòng 5 giây có thể ngăn cản bất kỳ tấn công nào dưới tiên nhân cảnh. Bắt buộc là phải thắng trong vòng 5 giây này. Lĩnh vực nhất quan. Hôm nay không phải ngươi chết thì là ta chết. Ây, cuối cùng ngươi cũng không trụ được nữa rồi. Chịu bị tiên khí của ta nghiền thành cho bụi đi. Kim cương bất hoại phù. Tại sao lực cắt xét của tiên khí lại vô hiệu với hắn? Hắn dựa vào lực hút tăng tốc đang bổ nhau về phía của ta. Hệ thống, bây giờ nhiều nhất có thể kích phát bao nhiêu bức vương quyền? Có thể kích phát 20 điểm bức vương quyền. Cao hơn nữa ký chủ sẽ lỗi chết. Vậy thì 20 vạn đi. Ký tức của quyền này khủng khiếp quá, ta phải phòng bị mới được. Chết. Lý Bạch khốn kiếp, dừng tay cho ta. 4 giây, không đả thương sao? Kỳ thật, không thể phá được tiên khí này. 3 giây, 2 giây. Dừng tay lại. Vì sao tất cả đòn tấn công của ta đều vô hiệu? 1 giây cuối cùng. Tiên khí của ta. Tiên khí này đối với nối liền với thần hồn của ta, bây giờ bị tiểu tử kia phá hỏng. Ta cũng bị nội thương không nhẹ, cho vào cơ thể. Lão đầu, cảm giác thế nào, còn muốn đấu nữa không? Tiểu tử, ngươi đúng là rất khá, ta quả nhiên đã nhìn nhầm. Ngươi đúng là một hạt giống tốt, ngươi rất khá. Đây, lão đầu ta nhất thời ngứa tay, mới ra tay thử ngươi. Không ngờ hậu sinh khảo ý, ngươi lại có thủ đoạn và thực lực cường đại thế này. Lão già này đánh không lại, liền lôi kéo quan hệ. Chuyện ta đấu với hợp thể kỳ còn chịu thiệt tuyệt đối, không thể để lộ ra ngoài. Bắt buộc là phải mua trượt tiểu tử này. Cũng được, cũng không cần phải. Cùng cường giả Đại Thừa Kỳ cuối quyết đấu đến cùng, đùi một bước tốt cho tất cả mọi người. Ê, hóa ra Tần Vệ tướng soái chỉ muốn cọ sát với ta thôi à? Đúng vậy. Ê, ta còn tưởng là Tần Vệ tướng soái vì chuyện thần tử doanh bị giết mà tìm ta trả thù chứ. Đâu có.
Đám đệ tử kia chết là đáng đời, là họ quá vô dụng, ta sẽ không trách tội ngươi. Tiểu tử, ta rất coi trọng tài năng của ngươi, ta chính thức mời ngươi gia nhập thần tử doanh, không biết ý ngươi thế nào. Thật sao, ta nằm mơ cũng muốn gia nhập thần tử doanh. Không ngờ hôm nay tướng soái lại đích thân đến mời ta. Ây, đây là lệnh bài của thần tử doanh, ngươi mau nhận lấy đi. Ta cảm động quá, vậy ta đành thu nhận vậy. Nếu trong tay của ta còn mấy lá kim cang bất hoại phù, thì nhất định là sẽ giết lão già này ở đây. Mức kinh nghiệm của đại thừa kỳ cuối, nghĩ thôi đã nhỏ dãi rồi. Phải rồi, thượng cổ sinh tử luân, cho dù không giết được ngươi, thì ta cũng phải lột ngươi một lớp, cũng phải lột một lớp da của ngươi. Ây, đúng là phải cảm ơn tướng soái rồi, may mà gặp được người nên ta mới có thể gia nhập thần tử doanh. Ây, lên làm lên làm. Đã khởi động thượng cổ sinh tử luân. Đây là quyền pháp gì? Vì sao tay lại dính chặt vào nhau thế này? Năng lượng trong cơ thể của ta không ngừng mất đi. Trá Thiên Bang, Lý Bạch, ngươi, Tần Vệ, ngươi thật bị ổi. Đã nói là mời ta vào thần tử doanh mà lại nhén hút năng lượng của ta, không biết xấu hổ. Vì sao? Người bị đánh lại là ta. Hắn cũng bị hút năng lượng sao? Vẻ mặt tức giận kia của hắn không giống như là giả vờ, lẽ nào chúng ta bị người khác đánh nén? Ta đã hiểu lầm ngươi, có người đánh nén chúng ta. Mau vận công để thoát khỏi trói buộc này. Dùng sức, dùng sức, ta đang dùng sức mà. Vậy mà lại bị hút mất 1.500 năm thọ nguyên, thật là đáng sợ. Thần tử doanh của ngươi thật là vô dụng, hại ta cũng bị hút mất 1.500 năm thọ nguyên. Ta rút đây, xin lỗi. Tiểu tử, ngươi đã giao thủ với Tần Vệ sao? Đúng vậy, cuối cùng hắn đã sử dụng tiên khí nhưng vẫn bị ta đánh cho tơi tả. Đại thừa kỳ cuối chẳng qua cũng chỉ có vậy. Chuyện này may mà hắn không có gì đáng ngại. Vậy thì xem ra thánh thượng cũng không quá đáng sợ, có lẽ ta cũng có thể lật đổ hắn. Tiểu tử, thánh thượng có hai tiên khí, một công một thủ, nếu không tiếc mọi giá chỉ cần 50 hiệp là có thể giết chết Tần Vệ. Thực lực của thánh thượng Tần Vệ không thể nào so sánh được đâu. Hai tiên khí sao? Nếu không có kim cang bất hoại phù thì ta còn không phá được một tiên khí của Tần Vệ, chứ đừng nói gì đến hai tiên khí một công một thủ. Ta quá sơ ý rồi. Bây giờ ngươi đã tấn thăng hợp thể kỳ, hầu hết tu sĩ ở Huyền Chân đều không phải đối thủ của ngươi. Nhưng thánh thượng có thể theo dõi hành tung của chúng ta, chỉ dựa vào vũ lực thì không thể nào thắng được hắn. Chúng ta bắt buộc là phải đột nhập vào hoàng cung, âm thầm phá hủy đạo thụ mới có thể chặt đứt con đường thành tiên của hắn. Vậy phải làm thế nào? Chúng ta đến Vạn Phật Môn. Ở Huyền Chân Đại Lục, thực lực mạnh nhất là Thông Thiên Quốc, mà thánh thượng là đế vương của Thông Thiên Quốc. Mà ngoài phạm vi thế lực của Thông Thiên còn có một vài cường giả đại thừa kỳ tự lập môn phái. Mà Vạn Phật Môn là do một vị cường giả đại thừa kỳ tên là Tăng Phật Gia sáng lập. Vạn Phật Môn nằm ở trong hoang mạc ở phía Tây. Tương truyền họ rất giỏi trồng trọt loại tiên thảo là tiên ẩn thảo. Dùng thần hồn sử dụng tiên ẩn thảo, đến tiên nhân cũng không thể nào lần ra khí tức của người. Nếu là vậy thì chúng ta có thể đột nhập vào hoàng cung, thần không biết quỷ không hay, cướp thành đạo thụ đi rồi. Đi, chúng ta đến Vạn Phật Môn. Một tuần sau, Huyền Chân Tây Vực. Nơi này thật là khó tìm, thời tiết nóng nực, ta sắp chết nóng rồi. Đó chính là Vạn Phật Môn sao? Trông có vẻ không được thân thiện lắm. Đệ tử của Vạn Phật Môn đều là nhân sĩ Phật giáo, tính cách khá là chất phát, không dễ làm quen với ngươi đâu. Vừa khéo có thương đội vào thành, chúng ta đi theo. Vậy là có ý gì? Chỉ có người thành tâm hướng Phật mới có thể vào Vạn Phật Môn. Tiểu tử, trên người của ngươi có tín vật của Phật Môn hay không? Giống như là mặt dây chuyền hình tượng Phật này nào được. Vậy đơn giản vậy thôi à, chúng ta đi nào. Người đến là ai? Mau đưa ra tín vật của Phật giáo. Được được, để ta tìm. Hình Quan Âm ở trên lá trà của ta được chứ? Đây là Thiết Quan Âm, tín vật của Phật giáo 100% đấy. Đây là cái gì? Tiểu tử, ngươi lấy thứ gì ra đấy? Ây, cái này không được sao? Hai người đến gây chuyện phải không? Rốt cuộc là các ngươi có phải là tín đồ của Phật giáo hay không? Đại ca bất giận, đây là mặt dây chuyền Phật giáo của ta. Vậy còn tạm được, vào đi. Đây chính là Vạn Phật Môn sao? Hoành tráng quá, người trên đường đều là giáo đồ của Phật giáo. Cảnh này hoàn toàn không thể nào nhìn thấy ở nơi khác đâu.
tăng Phật gia ở trên tòa tháp này, chúng ta đi thôi. Là kẻ nào? Đây là trọng địa Phật môn, kẻ không liên quan mời đi cho. Tăng Phật gia có ở đây không? Ta có chuyện tìm ông ấy. Tiểu tử này sao trực tiếp thế hả? Tăng Phật gia không có ở đây, mời về cho. Không có ở đây, vậy ông ta đi đâu rồi? A Di Đà Phật, trước mặt Phật không nói chuyện trần tục. Phật nói không thể nói. Cái gì thế? Tiểu tử, không thể làm việc theo cảm tính với nhân sĩ Phật giáo đâu. Được, nếu các ngươi đã không chịu nói. Phật gia, Tráng Thiên Bang, Nhị Nguyệt Hồng đến xin thuốc. Ngươi không được la hét trước mặt Phật. Tiểu tử, Phật gia, đừng gọi nữa. Đầu sắp bị ngươi làm cho choáng váng rồi. Hai người vào trong nói đi. Tiểu cô nương, chiêu này của ta được chứ? Xét về kết quả thì đúng là rất hiệu quả. Ta còn tưởng rằng phải giao đấu một phen mới gặp được Phật gia chứ. Các người phải canh gác cẩn thận, đừng để kẻ có lai lịch bất minh vào. Ngươi, Phật, trước mặt Phật không được nổi giận. Hai vị có chuyện gì mà lại náo loạn trước vạn Phật môn thế? Tại hạ là Lý Thiên Bang, Nhị Nguyệt Hồng, đến xin Phật gia thuốc. Xin thuốc thật là không may, Phật gia không có ở đây. Dạo này Phật môn đang chuẩn bị thần đan đại hội, nếu hai người không phải là luyện đan sư thì đừng đến quấy rầy Phật gia. Luyện đan sư? Ta vừa khéo chính là luyện đan sư. Tiểu tử này, vậy mà ngươi lại là luyện đan sư sao? Ngươi mấy cấp? Ta luyện đan sư nhất tinh. Lần trước luyện đan là lúc ở bộ tộc Thiên Yêu đấy. Nhất tinh không phải là cấp thấp nhất hay sao? Không ngờ các hạ lại là luyện đan sư, vậy thì tốt quá rồi. Phật gia đang tìm luyện đan sư đáng tin cậy đây. Xảy ra chuyện gì thế? Không dám giấu, nữ nhi của Phật gia. Tiểu Phật nữ gần đây đã mắc phải một căn bệnh kỳ lạ. Không chỉ Phật gia mà rất nhiều đan sư ở Cửu Tinh. Đan sư Cửu Tinh cũng đánh bó tay chịu trói. Thế Phật gia đang chuẩn bị mở thần đan đại hội, hy vọng có thể tìm được người chữa khỏi bệnh nại cho tiểu Phật nữ. Đợi đã, ta có một câu hỏi. Phật gia sao lại có nữ nhi? Vì sao Phật gia lại không thể có nữ nhi? Tiểu cô nương, đệ tử Phật môn không phải là không cần nữ sắc hay sao? Hình như ta chưa từng nghe nói đến việc này. Còn có chuyện này sao? Hòa thượng thế giới này thật là hạnh phúc. Ông có gì ngươi nói tiếp đi. Tiểu Phật nữ thể chất đặc biệt, không thể tu luyện bất kỳ pháp quyết gì. Trước giờ Phật gia đều phải tìm thiên tài địa bảo, thần đan diệu dược để tăng cường thể chất cho tiểu Phật nữ, giúp cô ấy không khác với người tu tiên. Nhưng gần đây tiểu Phật nữ không thể ăn được bất kỳ thứ gì, dù là sơn nào hỏi vị hay là ninh đan diệu dược hay là thức ăn phàm gian đều không thể nào nuốt trôi. Còn có loại bệnh kỳ lạ này sao? Hay mấy ngày nay tiểu Phật nữ đã gầy đi rất nhiều, chúng ta nhìn thấy mà đều đau lòng. Bình thường ăn ngán sơn nào hải vị rồi, nếu bây giờ không ăn được bất cứ thứ gì, đây không phải là vì các ngươi nuông chiều nên mắc bệnh chán ăn hay sao? Tiểu Nico, phải làm thế nào mới có thể tham gia thần đan đại hội? Tiểu tử, ngươi muốn tham gia sao? Không sai, thần đan đại hội cử hành vào 2 ngày sau, nếu muốn tham gia thì ta sẽ lấy lệnh bài cho ngươi. Ngươi có cách chữa khỏi bệnh cho tiểu Phật nữ hay sao? Tất nhiên, ta cứu nữ nhi của Phật gia một mạng, đổi lại một cây tiên đản thảo. Vụ mua bán này có lời chứ? 2 ngày sau vạn Phật môn, ngày diễn ra thần đan đại hội. Tiểu cô nương, thần đan đại hội hôm nay có nhiều người quá. Tăng Phật gia là một trong những cường giả đỉnh cấp của Huyền Chân Đại Lục, địa vị của ông ấy tất nhiên là không cần phải nói. Vậy là đám người này đều đến để bợ đỡ hay sao? Cũng không thể nào nói như thế được. Tăng Phật gia tính cách hào phóng, nếu có thể chữa khỏi bệnh cho tiểu Phật nữ thì sẽ có được giải thưởng rất lớn. Thú vị đấy. Cảm ơn các vị đã đến đây ngày hôm nay. Tình hình của tiểu nữ chắc các vị đã rõ, thế nên bản tôn mới mở thần đan đại hội để tìm ninh đan diệu dược cho tiểu nữ. Chỉ cần có người có thể giúp tiểu nữ theo ăn trở lại thì dù là yêu cầu gì, chỉ cần có thể làm được thì bản tọa nhất định là sẽ cố gắng hết sức. Hôm nay có nhiều luyện đan sư đến đây thế này, hy vọng có người chữa khỏi bệnh cho tiểu Phật nữ. Xin Phật gia yên tâm, chúng ta nhất định là sẽ cố gắng hết sức. Trên các tổ xung quanh có thiên tài địa bảo mà các ngươi cần, cứ việc sử dụng. Bản tọa tuyên bố thần đan đại hội chính thức bắt đầu. Tiểu tử, ta đi quan sát cuộc đấu trước đây, ngươi phải cố gắng đấy. Được. Vị tu sĩ này, ngươi là người thứ 68, đây là lò luyện đan của ngươi, sao nhỏ thế này? Không phải bên trên có một lò lớn hay sao? Đưa nó ấy cho ta dùng. Vị tu sĩ này, lò luyện đan kia là chuẩn bị cho Ma Đan lão nhân. Ma Đan lão nhân cái gì? Ta còn là thần đan tiểu tử đây. Mọi người tránh đường. Ma Đan lão nhân đến.
Cái gì vậy mà lại là Ma Đan lão nhân? Tăng Phật gia mời cả ông ấy đến sao? Ma Đan lão nhân là luyện đan sư cửu tinh, đếm trên đầu ngón tay ở huyền chân đại lục đấy. Chính là lão già chết tiệt này dành với ta sao? Tiểu tử này nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Thằng nhãi con hợp thể kỳ vớ vẩn. Tăng Phật gia, tại hạ có một yêu cầu. Chuyện gì? Tại hạ muốn hỏi tiểu Phật nữ vài câu hỏi. Hỏi kỹ tất cả mới có thể làm thuốc chữa bệnh. Ây, hỏi kỹ tất cả. Đây là thôn phù hoang dã ở đâu vậy? Không sao, chỉ cần chữa được khỏi cho tiểu Phật nữ, ngươi cứ hỏi. Tiểu Phật nữ đừng sợ, đại ca ca chỉ muốn hỏi muội vài câu thôi. Nếu như muội trả lời được hết, ta sẽ tặng cho muội một con búp bê baby. Được. Ta hỏi muội, muội có cảm thấy trong họng có cảm giác vật lạ hay không? Nhổ ra không được, nuốt vào cũng không xong, không có. Được, vậy ca ca hỏi muội thêm. Lúc muội ăn thức ăn, có phải cảm thấy thức ăn không có mùi vị, không ngon? Hay là vừa chạm vào, thức ăn đã thấy phản dạ dày? Ừm, đều phải. Thật ngoan, búp bê baby tặng cho muội. Cảm ơn đại ca ca. Tăng Phật gia, nguyên nhân ta đã nắm cơ bản rồi. Thật sao? Tiểu Phật nữ là bị bệnh chán ăn, ngoài ra thêm một chút kén ăn. Ở Tạc Thiên Bang bọn ta, loại bệnh này ít nhất là có 100 cách chữa trị. Thật sao? Vớ vẩn, bệnh chán ăn cái chó gì? Đã phu chưa từng nghe thấy. Một thằng nhãi danh như ngươi lại dám ăn nói vớ vẩn trước mặt đã phu. Tiểu Phật nữ rõ ràng là vì thân thể của người, người phàm dực được linh đan rượu dược nuôi dưỡng ngũ tạng lục phủ, chỉ cần sử dụng dược tài cao quý hơn, với bàn tay của lão phu luyện chế đan dược cấp cao hơn, mới có thể khiến tiểu Phật nữ hồi phục thể chất. Cái này nghĩa nào? Ma Đan lão nhân có cao chiêu gì? Tu sĩ này bị Ma Đan lão nhân trách mắng như vậy, sợ là về sau hắn khó mà đi xa được trong con đường luyện đan. Mẹ nó, lão đầu thối, lão tử đây nhịn ông lâu lắm rồi đấy, không biết là giả bộ thể hiện cái chó gì. Còn nữa, đờ mờ, ông không nhìn thấy ở đây có trẻ con hay sao? Mồm bắt toàn phân, có chút đạo đức văn minh đi. Khốn nạn, ngươi có ý gì? Tiểu tử thối, ngươi dám vô lễ với lão phu. Tăng Phật gia, xin hãy lập tức đuổi tên tiểu tử này ra ngoài. Tiểu tử này lại dám kích nộ Ma Đan lão nhân, về sau hắn còn ở trong luyện đan giới kiểu gì? Tiểu tử đi đến đâu cũng chuốc phiền phức. Ông nói cút là cút, vậy mặt mũi của Tăng Phật gia ông để đi đâu? Lão tử đi luyện đan đây, không đằng nhằng đôi co với ông. Tiểu tử, ngươi kích nộ ta rồi đấy, đừng tưởng ngươi có thể rút lui an toàn. Hôm nay ta phải cho ngươi nếm thử. Cái gì? Ông muốn sát sinh trước mặt Phật gia? Nào nào, đánh vào đầu ta này, ta đứng yên bất động cho ông giết. Ngươi, Ma Đan lão nhân, lão phu hôm nay nể mặt Tăng Phật gia, nhưng cả đời này ngươi cũng đừng hòng rời khỏi nơi này, nếu không lão phu ắt là sẽ giết ngươi. Không đánh nữa sao? Được, vậy được, đến lượt lão tử giết ngươi rồi. Thanh niên địa tâm hỏa. Đây là hỏa diễm gì? Rồi rồi, không tránh được, kiểu này chết mất. Dừng tay. Tiểu tử, ngươi có ý gì? Vừa rồi đã nói rồi, trước mặt Phật gia không được sát sinh. Bổn tọa bây giờ sẽ đuổi ngươi ra ngoài. Ây da, không hổ là đại thừa kỳ đỉnh phong, đột kích gần như vậy mà vẫn phòng ngự được. Có điều ông sẽ không đuổi ta đi đâu, ông chỉ ngoan ngoãn nghe lời ta đuổi não đầu số kia đi thôi, vì ta sắp cứu được mạng con cái ông rồi.